trong khi người dùng Việt chưa hết bằng hoàng, vì chính sách khuyến mãi mới của VinFast Luxa, theo thông tin từ phía đại lý, thì kể cả mẫu SUV Lux SA cũng được áp dụng chương trình tương tự. Cụ thể, thay vì chỉ được áp dụng duy nhất một voucher giảm giá 200 triệu, giờ đây người dùng có thể sử dụng 3 voucher để giúp giá bán của VinFast Lux SA giảm sâu chưa từng thấy. Ngoài ra, cả 3 phiên bản của mẫu SUV này còn được giảm thêm 160 triệu. Người dùng có thể mua voucher giảm giá 200 triệu cho VinFast Lux SA trực tiếp từ phía đại lý với giá bán là 76 triệu. Tức có nghĩa với mỗi voucher mua từ đại lý, người dùng sẽ được hưởng mức giảm là 124 triệu. Dẫu vậy, khi áp dụng cùng một lúc 3 voucher và mức giảm thêm 160 triệu, giá bán của VinFast Lux SA sẽ giảm tới 532 triệu. Như vậy, sau khi áp dụng tất cả những chương trình trên, giá xe cho 3 phiên bản sẽ chỉ khởi điểm từ 789 triệu 886 triệu và cao nhất lên tới 1 tỷ lẻ 51 triệu, chỉ ngang giá bán của các mẫu SUV cỡ C và sau khi đăng ký, tổng chỉ lăn bánh của Lexus A chỉ dao động từ 1 tỷ lẻ 10 triệu, 1 tỷ 109 triệu và 1 tỷ 297 triệu cho 3 phiên bản. Sau khi thông tin về việc VinFast Lux được áp dụng chính sách bán hàng mới, nhiều người dùng sử dụng ô tô của hãng xe Việt cảm thấy không hài lòng, bởi với việc xe mới giảm mạnh như thế, giá xe cũ sẽ tụt thảm thương, tạo nên lỗ hổng tài chính với nhiều người bởi ngày xưa phải mua với giá bán ít có khuyến mãi. Tuy nhiên, điều này cũng khó tránh bởi theo kế hoạch của VinFast, hãng sẽ khai tử các dòng xe xăng vào cuối năm nay, để tập trung hoàn toàn sang xe điện, do đó việc tung ra các chương trình giảm giá khủng để dọn kho là việc phải làm. Xe cộ, X